Rồi. Bây giờ em có thấy cái màn hình đang được sao không em? Dạ có. Ok ha. Rồi thì đây á, là cái bảng phiên âm trong tiếng Trung. Giống như các bạn chữ cái trong tiếng Việt vậy á. À, tại vì trong tiếng Việt của mình đó thì mình không có phân ra cái phiên âm. Còn tiếng Trung á, tại vì tiếng Trung nó là một cái dạng chữ tượng hình. Cho nên là nó là một cái chữ mà nó như cái hình ảnh vẽ cái hình ảnh cái từ đó ra vậy. Thành ra chữ và phiên âm nó riêng với nhau. Và ngoài cái phiên âm của tiếng Trung á, thì nó có ba bộ phận cấu thành là vận mẫu kết hợp với thanh mẫu, và nó sẽ có cái dấu thanh điệu nữa, cái dấu gọi là thanh điệu cũng tương tự như tiếng Việt của mình đó, giống như là âm chính rồi cái âm phụ nó ghép lại nhau và bắt đầu sẽ thêm cái thanh điệu nữa ha, giống như từ ma ma ha, là cái m với từ a, rồi thanh ngang là kết hợp thành ra từ ma. À, giống như chữ này là han yu, han yu, han làm xíu để mình có biết đây à, ví dụ như cái từ han yu ở trên đây ha, thì nó sẽ là từ han. Han thì là thanh thứ mấy, thanh thứ tư ha. Han yu. Đó, tại vì ở đây mình không có thể gõ được dấu ha, cho nên mình gõ cái số 4 để nó thay thế cho thành thứ tư ha. Han yu, yu thì chữ y. Yu yu là thành ba. Đó, thì cái phiên âm tiếng Trung nó là được cấu tạo 3 phần. Đầu tiên là cái phần thanh mẫu là chữ h, han, và chữ a là vận mẫu, là cái phần phụ âm làm sao. Rồi với thanh điệu nó ghép ba cái bộ phận này kết hợp ra thì nó sẽ ra một cái từ phiên âm của tiếng Trung. Rồi, cho nên hôm nay chúng ta sẽ học để biết nắm bắt những cái phần phiên âm đọc như thế nào và cái cách ghép của nó. Đối với cái việc ghép nó cũng giống như tương tự như tiếng Việt vậy, thì không phải là cái âm nào nó cũng có thể ghép với cái từ đó, mà mình nó có những cái nguyên tắc của những cái từ, mình phải tích lũy những cái lượng từ để mình biết từ nào, âm nào, vận mẫu nào ghép được với thanh mẫu nào để cho một cái âm hoàn chỉnh. Và cái phần ở trên đây là phần thanh mẫu, ở đây là phần vận mẫu, còn ở đây là cái phần phiên âm hoàn chỉnh, tức là những cái âm đó là mình đọc là đây là những cái từ đó, nó hoàn chỉnh luôn, mình không có cần phải kết hợp thanh mẫu với vận mẫu lại với nhau ha. Rồi đây mình ha, có những cái âm nó đơn giản là những cái âm đây là nó đơn giản ha. P, p, m, f, t, th, n, l, g, h, h. Đây là những cái âm từ đây tới đây là những cái âm dễ, là nó tương tự như của tiếng Việt của mình, nhưng mà nó chỉ có khác là khác cái cách học thôi. Giống như mình không có thể học đây là chữ b là đọc như bờ ha. Bờ là sai ha, mình gọi là p, p ha, p. Rồi đây là p, p. Nhiều khi ở đây cái cách đọc của có nhiều người họ sẽ đọc khác nhau, tại vì như là p, p, m hay là p, 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 m hay là p, p, m thì được hết, nó đều đúng hết ha, vì những cái âm nó đại diện thôi. Rồi khi mà mình ghép vô với những cái vận mẫu thì nó mới là cái chữ hoàn chỉnh, cái âm hoàn chỉnh. Phơ, ha. Cho nên mình cần phải cách học tốt nhất của mình đó, là mình nên viết những cái từ này ra và mình viết theo cái cách nhớ của mình của tiếng Việt và mình luyện đi luyện lại, chứ mình đừng có dùng cái cách của tiếng Việt để đọc. Giống như chữ T ở đây là đọc là hơ, ha, tơ chứ sao không đọc là chữ giờ thì đọc là chữ tờ ha, còn chữ tờ thì đọc là chữ thờ, thơ ha. N, l, g, k, k thì đọc là âm khờ, khờ, hờ, hờ thì nó cũng giống giống nè ha. Rồi, đây là tới 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 cái đoạn ở dưới đây là những cái âm này là âm khó rồi nha. Ba âm z với là q x thì cách mình đọc á, cái miệng của mình á, mình mở ngang là chi chi si ha, chi chi si ha, nó giống như mở nở nụ cười ra. Còn cái âm mà ZH đó thì nó giống như là đọc
Chúng chỉ chớp nè. Chứ, chứ, chứ. Là cái lưỡi của mình đó, nó phải cuốn cộng. Giống như là chờ tre vậy đó. Ba cái âm này nó đều phải cuốn lưỡi hết. Chứ, chứ, chứ. À, còn hồi nãy lúc nãy ba âm trước này ha. Chi, ha. Cái khẩu hình bạn nhìn sẽ nhìn thấy là cái miệng của mình nó khác. Nhưng mà nghe, mình nghe cái âm ra. Thì lúc đầu mình chưa quen, mình sẽ thường bị lẫn lộn những cái âm này. Cho nên mình phải coi cái khẩu khẩu hình cái miệng của cái người đọc như thế nào để mình bắt chước ha. Chi, 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 chi. Rồi, R thì đọc là r, r, ha, giống như ư, a, ư, r, r, sắc hứa gì đó ha. R. Rồi, bắt đầu à, âm Z, C, H này nó cũng sẽ tương tự như là âm là Z, H, C, H và S, H. Nhưng ở đây nó sẽ không có cuốn lưỡi. Z, S, S, ha. Z, S, S, còn đây là chi, chi, si. Chi, chi, si, z, z, z. À, đó nghe có thật sự khác biệt không? Đâu, yên, 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 đọc, đọc cái âm này coi. Đọc từ chữ z nè. Chi, chi, si. Z, z, chi, chi. Sai rồi. Chi, có cái miệng nè. Hai cái miệng mình mở chiều ngang giống như nụ cười. Chi, chứ không phải là âm, âm là gì. Chi. Chi, si, su, rồi đọc lại. Chi, si, si, chi, chi, si, sao si, si. Không, không phải là đọc gì, nhớ là chi. Giống như chi vậy á, nhưng mà nó nhẹ. Cho mình cái âm nhất mình xuống họng. Cái âm mình, âm này mình đọc rồi cái cổ họng mình sẽ rung nè và cái miệng của mình mở ngang chi 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 chi. Cổ họng mình phải rung lên nó mới đúng nha. Chi 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 chi. Đúng rồi đó, mình nhớ luyện thêm nha. Mình chú ý là ba âm này đọc á, thứ nhất là cái miệng mình sẽ mở ngang ra. À, nó giống như nụ cười và nó sẽ có âm rung ở cổ họng mới đúng. Chi, chi, còn âm này thì nó lại cuốn lưỡi chứ nó không có rung ở cổ. Chư, 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 chư. Chưa, cái độ cong cái lưỡi chưa có đủ. Nó giống như âm chờ tre với chờ sẻ. Chư, 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 chư. Chư, 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 chư. Ha, nhớ nha. Chư, cuốn lưỡi, cái lưỡi bên trong sẽ nó cuốn lên lắm. Chư, chư, chư. Chư, chư, chư. Rồi, tương đối là hàm lượng nhanh ha. Rồi, cái chữ R thì là R ha. R. R, rồi, đúng rồi, cái âm này cũng dễ ha. Rồi, cái âm khó tiếp theo là chi, chi, chi. Chi, hầm. Chi, chi, chi. Cái âm này để ý nó giống như âm chư, chư, chư ở đây ha, Z, H, C, H, S, H. Nhưng nó không có cuốn lưỡi sâu như ba cái từ âm có cái chữ H. Chư, chư, chư. Chư, chư, chư. Chư, chư. Chư, chư, chư. Chư, 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 chư. Chư, 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 chư. Ừ, đó, mình phải đọc nhiều lên, mình để mình luyện nhiều thì mình sẽ quen với cái âm đó ha. À, em có coi hai cái video hướng dẫn cho các âm chưa? Dạ có. Ờ, mình nên coi đi coi lại nhiều lần để mình luyện thêm ha. Rồi, âm y dài gì là y. U, ha, y, u, hai âm này thì cũng dễ ha. G. U, ha, u, giống như u, 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 do u gì đó ha, u. U, u. G. Nhưng mà là u, 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 u. Rồi, âm u. A, ha. A. À, không, A, O, A. O, E,
Y Rồi. U. Đi. U U Không, cái mỏm Quy à Uy con cá gì đó. Đi. Uy Uy Ai. Uy Rồi, đúng rồi. Quy. Ao. Uy Ao Ua. Ua À không, không có này lộn. Ô. Ô Ô Yêu. You Yeah. Yeah Yeah. Yeah Yeah. Ô, ô, Ui ô. Đây là ra, hai âm. ui ra, Đúng à, rồi, đúng rồi. ui An. an, An. an, Yên. in, Un. un, Un. un, À. an, Ơn. ân, Yên. in, Ông. ông. Ừ, đúng rồi, là những cái âm này là đọc được nha. Còn đây là những cái âm hoàn chỉnh ha. Tức là những cái âm hoàn chỉnh. Cái từ chữ này á, mình không có thể viết. Tại sao? Tại mình không có thể viết chữ ZH. Tại vì ZH nó là thanh mẫu. Tức là cái từ cái thanh mẫu nó đứng ở phía trước, nó là một cái âm không có hoàn chỉnh, nó là phải dùng để ghép cái bụi mật nó mới ra một từ. Do đó như với cái từ chứ này, thật sự nó cái âm đọc với cái từ ZH với lại ZHI là như nhau, nhưng mà cái từ chứ này thì mới là một cái âm hoàn chỉnh, tại vì nó có ghép với chữ Y thì là. Nhưng mà thật sự cái cách đọc của nó là đọc là chứ luôn, chứ mình không cần phải đánh vần của chữ Y với chữ ZH lại với nhau ha. Và đây tất cả chữ CH rồi S đây, nguyên cái cụm này là những cái từ này á, nó đều là tương ứng với từ U là Y dài nè. Đó là những cái âm hoàn chỉnh. Nói chung nó là đơn giản, nó là một cái âm hoàn chỉnh, mình không có cần ghép nữa ha. À, chữ 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 nó cũng giống như hình ảnh này ha. Chữ Dư 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 u u y dư uy yue re yue re à sorry cái này là re yue re re à không cái này hả nhớ Dê. nha. Cái này là yeah, ông có không có chữ u cho nên mà có này như Dê. tham là giờ giống như yeah giờ yeah, nó có chữ u nữa thì mình ngay cái đoạn giữa nó có chữ u yeah. Dê. À, còn chữ là yeah Dê. yuan Dê. yin Dê. yuan Dê. yang Dê. rồi ha. Rồi đến cái phần mà mình ghép âm á thì mình sẽ ha, giống như cái từ này, đầu cái từ này đọc làm sao, hai cái từ bây giờ thanh mẫu với gần mẫu đọc làm sao, đọc làm sao nhớ không, từ này đọc là gì? Hơi là mình đọc thành À hồi nãy có đọc rồi đó nhớ không. khơ khơ ở họ ở An, đây hơn han, hơ hơn hơn tăng thứ mấy? Han, hàn, hàn, han. À, còn cái chữ này là thanh đó. Ủy Y, ủy ủy han, y. à han ủy Đó là cái mình ghép 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 âm nó vậy ha. Rồi ví dụ giống như từ chữ này là sân mù hạt, sân mù. han sân sân nào sân Nè. sân Ơn à, này đọc là ơn ha, mình không, nếu mà mình đánh dừng thì mình giống như cái tiếng Việt giờ đọc đánh dừng làm sao? Ơn rương sơn sân sẵn sẵn sân 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 u sân mau mu 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 mộ sân mu sân mộ ừ đó
cái cách ghép âm nó là gì. Nhưng mà mình đánh dần thì trong trường mình sẽ đánh dần cái từ đằng sau chút, nó giống giống tiếng Việt thôi ha. Rồi cái đến mình bỏ dấu, bỏ dấu thì thanh thứ tư thì mình cứ từ từ cái thanh thứ nhất mình cứ đi tới sơn 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 sơn, đó đó là cái cách đánh dần vừa giúp mình luyện để mình nhớ từng cảm thanh mẫu phần mẫu. Và cái nguyên tắc nhớ để nhớ những cái từ thanh mẫu nào có thể ghép được với từ vựng mẫu nào ha, thì cái đó chỉ có cách là mình phải học nhiều, mình tiếp xúc nhiều, mình biết nhiều từ thì mình sẽ biết ha. Tại vì nó không phải là cái từ nào nó cũng ghép, nó giống như tiếng Việt, à, tiếng Việt của mình ấy. Giống như là một số từ có cái từ mình đâu có thể ghép lại với nhau, nó không có thể ra được chữ. Nó cũng nguyên tắc, nó có một cái nguyên tắc của nó, thành ra mình phải học để mình nắm được cái nguyên tắc đó và mình vận dụng theo ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ coi một cái video ha. Mama 骑马 Mama 马妈妈骑马，马慢。妈妈骂马，妈妈骑马，马慢。妈妈骂马。Dạ, coi cái đoạn video này, coi hình diện hiểu được gì không? Đoán thử coi. Ê. Mẹ cưỡi ngựa. Ừ. Rồi sao nữa? Mã mà. Mã mà. Mã mà là con ngựa đó. Con à. Con ngựa chậm. Man là chậm ha. Con ngựa chậm. Dạ, mà con ngựa chậm. À, cái gì? Mẹ do đó cái hình ảnh gì là tức giận ha, tức giận mày giận con ngựa à, không. Con ngựa chậm mắng à, mắng. Ừ. À, mắng đúng rồi, đây là một cái dạng như là rau củ liên, nó giống như là cái cách trong tiếng Việt của mình đó, là lan lên lầu lan lấy lưỡi, lan lấy lưỡi lan lấy bằng lưỡi liền, cái đó mình kêu là cái gì quên rồi ta, cái gì cùng mà. Hả? À. Hả? Cùng cái nó có cái cách gọi tên gì là giờ cái gì à, lấy ở đâu phải đâu ta, nó lấy nó lóng ở đâu phải, không biết kêu bằng cái gì quá, nhưng mà nó dạng là dạng như vậy đó, để mình luyện những cái phát âm, những cái phát âm của mình ha. Mama ma mama chỉ mà mà man ma 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 à, tại vì chữ ma ma với chữ mà nó giống giống nhau à, để mình luyện được cái âm, phân biệt những từ thành cái này để phân biệt cái thành điệu à. Rồi bây giờ yên đọc một lần thôi. Ma ma xí mà chỉ mà à xí mà 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 chỉ mà chỉ âm chờ chỉ mà 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 chỉ mà à mà 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 mama 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 bởi vì không phân được cái thanh ma là thanh thứ tư ha, ma như bà mama h
này vừa thanh thứ nhất là để ý là ma mà là thanh thứ nhất ma thanh thứ tư mà nó cùng một từ cũng chuyển đổi thành gì ma mà 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 ừ mà đó nên luyện đi luyện lại cái đó cái câu như vậy để luyện cái điệu và cái phát âm luôn thì nó sẽ dễ với lại nó sẽ hứng thú hơn khi mình cứ đọc bạn một phiên âm một cách giống như là buồn buồn chán vậy ha mình đọc bằng những cái đoạn đau khổ đi như vậy nó sẽ rất là hữu ích mà chi mà chỉ mà chỉ mà ma mà chỉ mà mà mạn mà mạn ma mà ma mà ma ma mà ma mà ma mà ma mà ma mà đó về phải luyện luyện thêm lúc nãy sửa là được rồi cho nên cái bài tập đâu coi bài tập hôm nay là về đọc cái câu này nha học chừng nào mà trôi chảy thì thầy ghi âm post vào giúp nha nha em Zalo à đọc lưu loát như vậy nè ma mà chỉ mà mà man ma mà ma mà hiểu không ma mà ma mà chỉ mà ma mà chỉ cái từ này chưa có đúng là chỉ mà chỉ mà chỉ chỉ mà chỉ mà chỉ mà chỉ mà mà man ma mà ma mà ma 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 mấy cái từ này cứ giống nhau không ạ ma ma cái gì không có cái gì đâu mà gì không có phân biệt được cái thanh là gì ma mà ma mà cái này là thanh tư cái này là thanh ba thấy không không có khác thanh ma 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 mà à ma mà ừ ma mà rồi có gì về xem video lại mình luyện thêm câu này ha là luyện sao mà đọc cho lưu loát và phải đúng nữa nha rồi đó là cái bài tập của ngày hôm nay bài bắt đầu trong cái group Zalo ha và có gì mình sửa thêm mình nhớ mình xem lại video để mình tự sửa mình tự nghe mình tự mình ghi âm với mình nghe lại trước không mình đã được sửa rồi thì mình sẽ có cái ấn tượng để mình nghe lại nó đúng, nó sẽ dễ dàng hơn. Và mình nghe mình thấy là không có đúng, không có dễ thì mình sẽ tập lại, luyện lại nữa. Đó, luyện cái gì nào đúng rồi mình post lên trên đó, mình cảm thấy bản thân mình ok, mình post vô cái gì để mình sẽ sửa thêm ha. Ok, và bây giờ cũng 9 giờ rồi. Rồi, cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Có gì lại về mình luyện nhiều thêm ha, để cải thiện được cái kỹ năng phát âm của mình ha. Cái bài tập này download xuống là bao nhiêu? À cái này chút mình sẽ post YouTube ha. Mình sẽ chụp cái hình mình post YouTube. À là muốn thấy cái video này luôn không? Dạ có video có tiếng á. Ừ có bởi cái link video này luôn không thì mình sẽ coi lại cái video hướng dẫn trong này ha. Nó đều có cái gì mình gửi cái lên cái link video này cho ha. Dạ. Rồi, giờ tối rồi mình cũng nghỉ ngơi sớm để lại đi làm ha. Học. Thế chiên, quả năm. Thế chiên, dạ. Cảm ơn cô.